mà có rất là nhiều trò chơi bên đấy chơi chúng mình đấy. Nhẹ nhàng, lúc mà tụi em giấu kỹ đi, giấu kỹ đi nào. Các con nào nhìn chỗ ngồi chưa nhỉ? Giấu tay, giấu tay. Giấu tay, giấu tay. Tay điệp đâu, tay điệp đâu? Tay điệp đây. Tay điệp đây, tay điệp đây.
bạn Hà Anh đúng không nào? Vậy chỉ có mỗi bạn Hà Anh đã thay đổi cách tách giống của Tôm Anh đúng không nào? Như vậy với 4 quả bóng, Tôm Anh đã giúp Hà Anh tách thành 2 phần. Một phần có mấy nhỉ? 3. Phần có 3, một phần có 4. Rất là giỏi. Vậy bây giờ với 4 quả bóng này chúng mình sẽ cùng nhau chơi, để chơi tiếp nhá. Các con hãy nhẹ nhàng ngồi xuống nào. Bây giờ các con hãy gộp số bóng là hai tay lại với nhau nào. Và xếp từ một hàng ngang từ trái sang phải các con nào. Bây giờ các con có tất cả mấy bóng? Các bạn đã xếp xong chưa nhỉ?
Đã không lẽ nhẹ nhàng đổ tất cả số bóng của mình vào ba chiếc rổ của đội mình nào? Và chiếc rổ của đội mình nào? Nhanh đổ hết số bóng vào chiếc rổ của đội mình nào? Được chưa nhỉ? Rồi, và cô Mai xin lại những chiếc rổ bóng này nhá. Bây giờ các con hãy đổ hết bóng chưa? Bây giờ các con hãy nhẹ nhàng mang đồ dùng và để vào ba chiếc bàn của đội mình nào. Mang đồ dùng và để vị trí của ba chiếc bàn đội mình nào. Đó Thank you.
Hãy cùng nhẹ nhàng lấy chiếc bóng và ra sân.